Chiều 18 tháng 1 theo giờ địa phương, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hungary. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm rất thành công, đưa ra những định hướng lớn phát triển quan hệ giữa hai nước. Trong không khí chân thành, tin cậy, Thủ tướng Viktor Orbán nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập đối tác toàn diện và đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Hungary khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á và tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Cảm ơn sự đón tiếp thân tình, trọng thị và chu đáo của Thủ tướng Viktor Orbán và chính phủ Hungary. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hungary, đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Trong không khí chân tình, tin cậy và thẳng thắn, hai thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Nhất trí phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác sẵn có, khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EVFTA. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Hungary, nhất là nông lâm, thủy sản. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Hungary tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN. Cảm ơn Hungary đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán ký kết EVFTA và là quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA. Thủ tướng Hungary khẳng định với tư cách là chủ tịch luân phiên EU sẽ thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn hiệp định này. Hai bên hoan nghênh cơ chế hợp tác trực tiếp chặt chẽ và hiệu quả giữa các trường đại học hai nước, thể hiện qua hàng loạt các bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các cơ sở đào tạo Việt Nam-Hungary nhân chuyến thăm. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn chính phủ Hungary hàng năm đã cấp 200 suất học bổng cho Việt Nam, là số lượng học bổng lớn nhất trong các nước thành viên EU. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống khác như văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, quản lý nước, đồng thời nỗ lực mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị chính phủ Hungary tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước trên mọi lĩnh vực. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai thủ tướng khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có việc không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán đã chứng kiến lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao và hợp tác văn hóa. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã đồng chủ trì họp báo, thông báo với báo giới kết quả hội đàm và những định hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Thưa quý vị, vào sáng ngày 19 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Katalin Novak. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo với Tổng thống Katalin Novak về những kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng, bao gồm những định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Novak Katalin đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm nhằm tận dụng tối đa những tiềm năng dư địa vốn có, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về chính trị, ngoại giao, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao cũng như giữa các bộ ngành địa phương. Tổng thống Hungary bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam trong năm 2024. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Hungary đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, liên danh đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hungary có thế mạnh như dược phẩm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, quản lý nước.
Tổng thống Hungary đề nghị hai bên sớm phối hợp tổ chức khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary nhân chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng thống. Về giáo dục đào tạo, hai bên hoan nghênh những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua trong lĩnh vực hợp tác truyền thống này, với việc hiện có khoảng gần 1.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Hungary bằng học bổng do chính phủ Hungary cấp, đồng thời đánh giá cao hợp tác trực tiếp hiệu quả giữa các trường đại học và cơ sở đào tạo hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Thủ tướng và Tổng thống Katalin Novak nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEM, cơ chế ASEAN-EU, nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để đối phó lại với những thách thức toàn cầu mới như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, già hóa dân số. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền các cấp Hungary đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hungary thời gian qua và mong rằng cộng đồng người Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Hungary, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary. Sáng cùng ngày tại thủ đô Budapest, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Jakab István. Phó Chủ tịch Quốc hội Jakab István bày tỏ ấn tượng về các thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua, cũng như vai trò vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân tình mà lãnh đạo Quốc hội và các nghị sĩ Hungary dành cho đoàn, đánh giá cao việc Hungary coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Hungary. Hai bên bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là về chính trị, ngoại giao trên tất cả các kênh đảng, nhà nước và quốc hội. Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển năng động trong hợp tác giữa hai quốc hội thời gian qua, với việc trao đổi đoàn thường xuyên giữa lãnh đạo quốc hội, các ủy ban và hai nhóm nghị sĩ hữu nghị, hoan nghênh việc hai quốc hội đã ký thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tháng 6 năm 2022. Hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn giữa hai quốc hội, phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện. Nhân dịp này, Thủ tướng chân thành cảm ơn Quốc hội Hungary là quốc hội đầu tiên trong EU đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, EVIPA, đồng thời đề nghị Quốc hội Hungary thúc đẩy Quốc hội các nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này, cũng như ủng hộ việc EC sớm dỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Jakab István đánh giá cộng đồng người Việt Nam cần cù chăm chỉ đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội sở tại, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam phát huy vai trò một cách hiệu quả nhất, tiếp tục là cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.